Sao dạo này em đẹp quá vậy? Em có tình tại yêu có hả? Tình yêu đó Thành. Họ Nguyễn, chỉ tiết lộ vậy thôi. Họ Nguyễn. Họ Nguyễn hả? Mà làm công việc gì Giang? Về âm nhạc. Wow. Cho nên nếu em muốn có bài hit thì nên né Lê Lộc ra nha. Cái đó là hàng để trưng, hàng để cúng nha. Anh ơi, ba đứa bận bộ đồ gì đứng với một team thì em nghĩ thế nào về đồ? Đúng rồi. Em bối rối. Đâu có đâu, những cái lời vừa rồi như hoa như ngọc dành cho em với Dusty. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Trời ơi Thành. Trời ơi. Trời ơi. Tác của mặt đó mà nó kêu quang mà. Xin mời những người chơi của ngày hôm nay. Chào các bạn. Đèn bầu quá. Vành đất đi ngoài. Cái từ đó ta đã né rồi. Cái từ cần né thì không né, thì cái từ nói ra cái từ đó thì nó. Anh kỳ quá, anh nói rõ ràng là vậy đó. Em nghĩ rằng bạn này sao? Ánh mắt tự tin, không có phải bị rụt rè. Đâu, đâu, chú Nghĩa thấy rằng con cũng tự tin lắm mà, con hát có hay đâu Lộc. Con diễn thôi, con diễn thức. Chứ thiệt ra là con hát hay lắm đó hả? Dạ. Tặng mọi người liền một câu nè. Hát được. Cuộc nói chuyện với hai người đàn ông. Alo. Alo. Alo, tôi muốn gặp anh. Tôi nghĩ mình có một số chuyện cần nói rõ ràng với nhau. Một là anh trả cho cô ấy sự tự do, hai là anh yêu cô ấy trọn thật lòng. Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy chỉ vì yêu anh. Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy, không phải là anh không có quyền gì. Một người bạn thân không thể nói, không thể xem quá nhiều vào đời tư của người ta. Excuse me, can I phát biểu okay? Trời, can I phát biểu nữa. À, bài số 4 hát hay đó anh. Excuse me. Yeah. Why? Because ai nghĩ hay okay. Ai nghĩ hay. Hay quá.